tôi vô kính bàn nó khỏe nó để xe thì chạy luôn rồi. Xe tự dài luôn. Thấy cái xe anh tự chạy luôn. Rồi xe anh lên dốc cao. Rồi chuẩn bị coi lên dốc nha, thực hiện cái dốc nào đứng nhìn cho đã. Rồi, cái dốc này lên nè các bạn, nó đứng lên ngay gốc dừa. Cánh đồng đây rất là đẹp các bạn. Cho các bạn coi cánh đồng đây, dừa này nha. Đường bờ kinh, dừa, lúa, lúa xen dừa. Bên đây. Rất đẹp, đó, xung quanh là dừa không. À, mấy cái bờ kinh và ruộng ta trồng dừa. À, dừa nè, sau cái hàng dừa là lúa. Đó, nè, hàng dừa là lúa nè. Thấy không? Rất đẹp. Và cái đường này toàn là dừa, mát. Chào các anh chị các bạn nha.